Luyện dược sư là một nghề rất hàng hiếm trong đấu phá thần cung. Người theo nghề này thường theo hình thức cha truyền con nối, ngay cả khi có người phù hợp với điều kiện để trở thành luyện dược sư. Nhưng nếu không có sư phụ hướng dẫn thì cũng gần như không thể trở thành luyện dược sư được. Vậy nên số lượng luyện dược sư vô cùng ít ỏi, đặc biệt các luyện dược sư có kỹ thuật cao lại càng hiếm thấy. Nội dung tập này sẽ đi tìm hiểu chi tiết về 10 vị luyện dược sư mạnh nhất trong đấu phá thần cung nha. Top 10, Dược lão. E là có nghĩ nát óc, bạn cũng không nghĩ ra được, Dược lão vậy mà lại xếp ở cuối cùng. Quá trình từ lúc Dược lão xuất hiện tới khi bị phù hộ pháp bắt đi, Dược lão đã biểu diễn cho Tiêu Viêm xem thao tác nghịch thiên là cách luyện đan mà không cần nồi và phương pháp tăng linh hồn, thậm chí còn không thèm để đan dược cổ hà vào trong mắt. Rất nhiều bạn đều đang thắc mắc, rốt cuộc Dược lão đã luyện dược sư cấp độ nào phải không? Thực ra Dược lão là bát phẩm luyện dược sư, có thể luyện được bát phẩm đỉnh cấp đan dược thuộc cửu sắc đan lôi nếu như có dị hỏa trợ giúp. Dược lão sau khi sống lại có thể luyện ra được cửu phẩm bảo đan, nhưng tiếc là ông đã tặng cốt linh lãnh hỏa cho Tiêu Viêm rồi. Vậy nên kỹ thuật luyện dược sư của Dược lão đã cũng bị giảm sút. Trong tiểu thuyết lần cuối cùng, Dược lão một mình luyện chế đan dược, luyện được ra bát phẩm đan dược thuộc cửu sắc đan lôi, chưa từng một mình luyện ra được cửu phẩm đan dược. Lần duy nhất luyện được ra cửu phẩm đại hoàng đan là hợp tác cùng với các trưởng lão khác ở tiểu đan tháp. Top 9, Hậu não quái. Bên trong đan tháp còn có một tiểu đan tháp nữa, tương tự như là cơ quan đầu não của đan tháp. Chọn vừa một người trong số các luyện dược sư ở trong này đều có thể khiến cho cả chung châu rung chuyển. Hậu lão quái chỉ xuất hiện một lần, khi Tiêu Viêm kéo một trưởng lão của đan tháp thi đấu kỹ thuật luyện đan với hắn. Nếu Tiêu Viêm thắng tiểu đan tháp sẽ phải gia nhập vào Thiên Phủ Liên Minh. Sau một trận so tài, Tiêu Viêm đã luyện ra cửu phẩm bảo đan Bồ Đề Đại Hoàng Đan. Hậu lão quái luyện ra cửu thải bát phẩm đan dược nên đã thua Tiêu Viêm. Top 8, đại trưởng lão đan tháp. Trong tiểu đan tháp ở Trung Châu có một vị cường giả đấu thánh, đồng thời cũng là một vị cửu phẩm luyện dược sư. Đến Dược lão khi nhìn thấy ông cũng phải hành lễ như các vạn bối. Trong sách không viết rõ ràng kỹ thuật luyện thuốc của đại trưởng lão đan tháp mạnh ra sao, nhưng có thể khiến cho các luyện dược sư trong tiểu đan tháp càng tâm tình nguyện phục tùng, chắc chắn kỹ thuật phải trên hậu lão quái. Top 7, vạn hỏa trưởng lão. Trong đấu phá thương khung có một gia tộc chuyên về luyện thuốc, Dược lão chính là người của gia tộc đó. Nhưng tiếc là lại bị Dượng và Quy trưởng lão đuổi ra khỏi tộc. Vạn Hỏa trưởng lão là một cửu phẩm luyện dược sư của dược tộc. Trong đại hội của dược tộc đã so tài với Hồn Hư Tử và những người khác về kỹ thuật luyện dược. Bốn người đều phải luyện ra cửu phẩm huyền đan. Sau khi tộc trưởng dược tộc thấy tình hình như vậy, liền biết rằng Vạn Hỏa trưởng lão chỉ đang tham gia vào hưởng lợi mà thôi. Lấy hiểu biết của ông về Vạn Hỏa trưởng lão, tỷ lệ luyện được cửu phẩm huyền đan của ông rất nhiều, nhất chỉ có 20% mà thôi. Cửu phẩm luyện đan có tỷ lệ thành công là 20%, chứng minh rằng trong đan viên thì sẽ có một viên thành công. Kỹ thuật luyện thuốc của Vạn Hỏa trưởng lão sắp đạt tới trình độ cửu phẩm huyền đan tông sư, hơn cả đại trưởng lão của đan tháp một bậc. Top 6, Hồn Hư Tử. Nếu nói luyện dược sư nào bị chửi nhiều nhất, vậy thì nhất định chính là Hồn Hư Tử. Hắn là luyện dược sư mạnh nhất của Hồn tộc, tu vi đã đạt đến thất tinh đấu thánh, có địa vị tối cao ở Hồn tộc, đến cả Hồn Thiên Đế cũng phải nhường hắn vài phần. Hồn Hư Tử xuất hiện lần đầu tiên là ở đại lễ của dược tộc. Khi ấy đại hội luyện dược sư mạnh nhất đại lục vừa mới được mở, dược tộc đã mời tất cả các luyện dược sư nổi tiếng ở Trung Châu tới tham gia. Và lúc cuối cùng Hồn Hư Tử không mời mà đến, khiến cho mọi người trong dược tộc đều vô cùng tức giận, muốn đuổi hắn ra ngoài. Các luyện dược sư khác cũng nhìn chằm chằm vào Hồn Hư Tử, nhưng hắn lại xem như không có chuyện gì, một mực không đi. Hồn Hư Tử là thất tình đấu thánh, hắn không đi ở đó ngoại trừ dược đan ra thì không ai có thể làm gì hắn cả, nên chỉ có thể để cho hắn tham gia vào đại hội cùng với mấy người như Tiêu Viêm luyện chế cửu phẩm huyền đan. Năng lượng trong bán kính 1000m của dược tộc chỉ đủ để luyện được một viên cửu phẩm huyền đan, nhưng lại có tới 4 người luyện chế đan dược. Hồn Hư Tử vì để cho đan dược có thể hấp thu đủ năng lượng nên đã dùng tử hỏa thuộc hư vô thôn viêm nuốt chửng dược lực của những người khác. Đan dược của Vạn Hỏa trưởng lão và Thần Nông lão nhân bị phá hoại nên vô cùng căm tức Hồn Hư Tử, đặc biệt là Thần Nông lão nhân đã nói rằng ông đã muốn bóp chết Hồn Hư Tử từ lâu rồi, chỉ có điều thật là không đủ mạnh. Hồn Hư Tử hấp thu một phần năng lượng từ đan dược của những người khác, khiến cho tốc độ ngưng kết đan dược của hắn nhanh hơn rất nhiều, chỉ có điều cuối cùng hắn không thể không luyện ra được cửu phẩm huyền đan, bởi vì nguyên mẫu đan dược của hắn đã bị tiểu y của Tiêu Viêm cướp mất. Vì sao luyện dược sư ở Trung Châu đều căm ghét Hồn Hư Tử như vậy? Thật ra là có liên quan tới người sáng lập ra đan tháp. Trong mắt các luyện dược sư, Hồn Hư Tử chính là một tên phản đồ khi sư dược tổ. Hại chết người sáng lập lên đan tháp, quan hệ giữa Hồn Điện và Hồn tộc đã được công bố với tất cả mọi người. Hồn tộc mà Hồn Hư Tử đang đã truy bắt các luyện dược sư ở Trung Châu suốt 200 năm, vô số các luyện dược sư vô cùng ưu tú còn chưa kịp thành danh thì đã bị Hồn Điện giết chết rồi bắt giữ linh hồn. Các luyện dược sư đã thành danh nếu như bị Hồn Điện để mắt tới cũng khó tránh khỏi cái chết. Dược lão chính là một ví dụ điển hình, vậy nên Hồn Hư Tử bị rất nhiều luyện dược sư chửi mắng. Top 5, Thần Nông lão nhân. Đấu khí đại lục rất lớn, bình thường còn có một số luyện dược sư hành tung rất là thần bí. Thần Nông lão nhân chính là một trong những người như vậy, không thuộc bất kỳ môn phái nào, cũng không có gia tộc, chỉ là một người chuyên tu luyện về luyện dược. Trong nguyên tác miêu tả nhiều nhất về dị hỏa sinh linh chi diễm của Thần Nông lão nhân, có thể giúp tăng tuổi thọ của người sử dụng, còn có thể thúc đẩy sự phát triển của dược lão. Ở buổi đại lễ của dược tộc, Thần Nông lão nhân đã dùng sinh linh chi diễm luyện ra dược liệu vô cùng thần kỳ, ném lượng lớn hạt giống vào dị hỏa, sau vài phút đã phát triển thành tất cả các dược liệu cần thiết để luyện cửu phẩm đan dược. Phải biết rằng, dược liệu tạo ra cửu phẩm đan dược ít nhất cũng phải hơn 1000 năm tuổi, Thần Nông lão nhân chỉ vài phút đã có thể tạo ra lượng lớn như vậy, khiến cho mọi người vô cùng hâm mộ sinh linh chi diễm này. Hiển nhiên là cũng không cần nói đến kỹ thuật luyện dược của Thần Nông lão nhân, cửu phẩm huyền đan đối với ông chỉ là một chuyện nhỏ, thật là cũng ngang ngửa với Hồn Hư Tử. Thần Nông lão nhân chịu thiệt ở chỗ sinh linh chi diễm của ông không thiên về chiến đấu, nên đã bị tự hỏa thu hư vô thôn viện đánh bại.
dẫn tới bị mất phần lớn năng lượng đan dược, cuối cùng đành phải tặng cho Tiêu Viêm nguyên mẫu đan dược của mình, giúp cho Tiêu Viêm thành công luyện ra cửu phẩm huyền đan. Top 4, Thủy Tổ Đan Tháp. Người sáng lập lên đan tháp cũng là một cửu phẩm huyền đan luyện dược tông sư. Vì hồn điện vẫn luôn truy bắt các luyện dược sư, Thủy Tổ Đan Tháp dưới cơn tức giận tập hợp tất cả các luyện dược sư có tiếng ở Trung Châu thành lập đan tháp, bảo vệ luyện dược sư trên toàn đại lục. Mọi người biết rằng một điện một tháp, thực lực của hồn điện ở bên trên đan tháp, nhưng lại có thủy tổ ở đó, thực lực của đan tháp lại là ở trên hồn điện. Nhưng sự xuất hiện của một người đã làm thay đổi tất cả. Người này chính là hồn hư tử đã nhắc tới ở trên. Những trải nghiệm của Thủy Tổ Đan Tháp và dược lão khá là tương đồng, đều nhặt được một đứa bé ở trên đường, phát hiện ra sức mạnh linh hồn của đứa bé này, rồi xuất chúng nên đã muốn nuôi dưỡng nó trở thành đệ tử thân truyền. Thủy Tổ Đan Tháp đem tất cả các sở học cả đời của mình truyền lại cho đứa bé ấy, coi nó như là con đẻ mà nuôi dưỡng, thậm chí còn chuẩn bị đem vị trí của Minh Chủ Đan Tháp truyền lại cho hắn. Nhưng rồi có một ngày, đột nhiên đan tháp đã bị hồn điện bao vây tấn công, vô số luyện dược sư đã bị sát hại. Dù rất nhanh đã áp chế được xuống, nhưng cơ thể Thủy Tổ Đan Tháp lại bị thương nặng. Lý do bởi vì người tạo nên tất cả những điều này chính là đệ tử thân truyền của ông, Hồn Hư Tử. Hồn Hư Tử vậy mà lại là người của hồn điện, không chỉ mang tới rất nhiều cường giả hồn điện, lại còn đánh trọng thương Thủy Tổ Đan Tháp. Từ đó về sau, Thủy Tổ Đan Tháp luôn buồn bã, cuộc đời của ông sắp đi đến hồi kết thúc. Vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, ông quyết định luyện chế một viên cửu phẩm huyền đan. Ông đã từng dùng kỹ thuật của mình cất giấu cả đời thành công luyện được cửu phẩm huyền đan. Vì khi luyện đan dược này, Thủy Tổ Đan Tháp vô cùng đau buồn, cảm xúc của ông đã bị viên đan dược này hấp thụ nên đã xảy ra biến dị, nên đã trở thành một bản sao của Thủy Tổ Đan Tháp. Thời khắc bản sao được sinh ra, sinh mệnh của Thủy Tổ Đan Tháp cũng đã hoàn toàn kết thúc. Từ đó về sau, viên đan dược đó đã trở thành người nắm quyền thứ hai của đan tháp, tu vi đột phá ngũ tinh đấu thánh, sau đó lại đột phá tiếp lên đến lục tinh đấu thánh. Bản thể là cửu phẩm huyền đan cũng tiến hóa thành cửu phẩm kim đan, thật sự vô cùng thần kỳ. Top 3, Tiêu Viêm. Nhắc tới luyện đan thì sao có thể thiếu Tiêu Viêm được chứ? Từ lúc mới bắt đầu luyện ra một loại bột màu đỏ, tới sau này luyện được cửu phẩm huyền đan, tuổi còn trẻ đã đạt được thân phận luyện dược sư số 1 đại lục, khiến cho rất nhiều luyện dược sư đã tu luyện vài trăm năm, 1000 năm cũng phải hâm mộ. Kỹ thuật luyện thuốc của Tiêu Viêm mọi người đều đã nhìn thấy rõ. Lần đầu tiên luyện ra lục phẩm đan dược là đang ở Hắc Giác Vực để bán đấu giá Bồ Đề Hóa Thể Tiên luyện chế lục phẩm Hoàng Cực Đan. Lần thứ hai luyện chế thất phẩm đan dược là ở Già Nam Học Viện, giúp cho Thải Lân luyện Thăng Hồn Dung Huyết Đan. Lần đầu tiên luyện được bát phẩm đan dược là ở Đan Hội ở Trung Châu, luyện chế cho Dược Lão bát phẩm Sinh Cốt Dung Huyết Đan. Lần đầu tiên luyện được cửu phẩm bảo đan là ở Tiểu Đan Tháp, giúp cho Mỹ Đồ Toa Nữ Vương luyện chế Bồ Đề Đại Hoàng Đan. Kỹ thuật luyện thuốc của Tiêu Viêm tiến triển cực nhanh. Thật ra khi mới đến Trung Châu, cậu vẫn chưa luyện được bát phẩm đan dược, bởi cảnh giới linh hồn của Tiêu Viêm vẫn chưa vượt thiên cảnh. Nhưng rất nhanh Tiêu Viêm đã tranh thủ lấy được một miếng ngọc. Hóa ra đây là một quyển công pháp nói về hơi thở linh hồn, dựa vào sự trợ giúp của một loạt các câu thần chú và dựng lên phấn trần được viết trong cuốn công pháp, Tiêu Viêm thành công tiến vào thiên cảnh giới linh hồn. Sau khi Tiêu Viêm tiến tới Thiên Cương Điện thuộc Hồn Điện đã lấy được bản nguyên linh hồn, sức mạnh linh hồn lại được đột phá một lần nữa, đạt đến thiên cảnh đại viên mãn. Sức mạnh linh hồn ở tầng này cũng chỉ có vài người ở Trung Châu đạt được. Sức mạnh linh hồn đạt đến thiên cảnh đại viên mãn chỉ có thể luyện chế được cửu phẩm huyền đan rồi. Kể từ khi đan tháp được lập nên, Tiêu Viêm đã luyện dược sư đầu tiên được đấu khí đại lục công nhận. Nhưng mà phía trên Tiêu Viêm còn có hai người có kỹ thuật luyện thuốc cũng không thua kém gì cậu. Top 2, Dược Đan. Tộc trưởng dược tộc Đan Dược từ vài trăm năm trước đã có thể luyện ra được cửu phẩm bảo đan. Lúc bốn người Tiêu Viêm luyện chế cửu phẩm huyệt đan, ông ấy chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn ra tỷ lệ thành công của Vạn Hỏa Trưởng Lão. Và về việc dược giới chỉ có thể tạo ra một viên cửu phẩm huyệt đan, đã chứng minh rằng ông ấy hiểu rất rõ về quá trình luyện chế ra cửu phẩm đan dược. Dược lão từng nói qua với Tiêu Viêm về việc vài trăm năm trước, Dược Đan trưởng lão đã có thể nhẹ nhàng luyện ra được cửu phẩm bảo đan rồi. Kỹ thuật luyện thuốc bây giờ e là vô cùng đáng sợ. Nhưng tiếc là tuy Dược Đan rất là mạnh, nhưng dược tộc vẫn bị hồn tộc hủy diệt. Sau khi Hồn Hư Tử thua trong trận đấu, cùng với sự xuất hiện của Hư Vô Thôn Viêm và bốn tên thất tình đấu thánh vây đánh dược tộc, cuối cùng Dược Đan lựa chọn tự bạo để mở ra một con đường cho Tiêu Viêm và một vài tộc nhân khác nhanh chóng chạy trốn. Đường đường là tộc trưởng dược tộc lại ngã xuống như vậy. Top 1, Dược Đế. Dược Đế là người xếp hạng thứ nhất, chắc không bị phản đối đâu đúng không? Khi Hư Vô Thôn Viêm tiêu diệt dược tộc đã khởi động hộ tống đại trận chiêu hồi ra hình ảnh phản chiếu Dược Đế. Nhưng sức mạnh của hình chiếu này không đủ bị Hư Vô Thôn Viêm đánh tan. Đúng như tên gọi, Dược Đế chính là luyện dược sư cấp bậc đấu đế. Trong cả bộ truyện chỉ có mình ông là đạt được tới trình độ này. Nhưng điều kỳ lạ là tại sao sau khi Tiêu Viêm bay tới đại thiên thế giới lại không có truyền thuyết về đấu đế? Điều này rất là kỳ quái. Luyện dược sư ở đấu khí đại lục vô cùng ít ỏi và cũng là một nguồn tài nguyên khan hiếm ở đại thiên thế giới. Việc Tiêu Viêm có thể nhanh chóng xây dựng lên vô tận hỏa vật có liên quan mật thiết đến kỹ thuật luyện thuốc của cậu. Vậy Dược Đế đã đi đâu? Vậy nội dung tập này đến đây là kết thúc. Mọi người thấy xếp hạng 10 luyện dược sư phía trên đã chính xác chưa? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.